người dân quay lại thành phố Hồ Chí Minh sớm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần để tránh tình trạng bị kẹt xe. Ngành du lịch Cần Thơ bội thu trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Cà Mau, lực lượng chức năng liên tiếp triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc có người cảnh giới từ xa. Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can trong chuyên án buôn lậu làm xăng giả trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Mai Anh và Xuân Nghĩa của Nóng 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ phát trong bản tin của ngày hôm nay, ngày 6 Tết Nhâm Dần. Ngoài ra, bản tin sẽ còn chuyển tải đến quý vị nhiều tin tức đáng chú ý khác tại khắp các địa phương trong cả nước. Quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi đến cuối chương trình để tìm hiểu chi tiết. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin rất vui liên quan đến ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những ngày Tết vừa qua, du lịch của thành phố Cần Thơ bội thu khi có trên 178.000 lượt khách đến với nơi đây, tăng hơn 10% so với Tết năm ngoái. Điều này đang đặt ra kỳ vọng khôi phục hoạt động ngành du lịch Cần Thơ sau đại dịch Covid-19, cả với du lịch nội địa và quốc tế. Đây cũng là thông tin vui mở đầu cho chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Cần Thơ hiện có 616 cơ sở lưu trú với hơn 10.000 phòng, 37 khu điểm du lịch, 63 doanh nghiệp lữ hành. Tết này, nhiều đơn vị đã mở cửa hoạt động trở lại. Ngoài những điểm du lịch nghỉ dưỡng sông nước miệt vườn quen thuộc, những khu mới mở là các điểm hoa xuân luôn hút khách. Thống kê của ngành du lịch, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, số lượt khách tham quan du lịch tại thành phố Cần Thơ trên 178.000 lượt, doanh thu du lịch ước khoảng 40 tỷ 600 triệu đồng, tăng 19,5% so với dịp Tết năm trước. Tuy lượng du khách đổ về khá đông, nhưng chưa ghi nhận tình trạng chặt chém, tăng giá bất thường hay tranh giành hoặc nài ép khách du lịch. Đặc biệt, các cơ sở phục vụ lưu trú đều hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khai báo y tế đầy đủ. Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, sau Tết Nguyên Đán, Hiệp hội sẽ tổ chức một hội nghị chủ đề thiết lập hành lang xanh kết nối du lịch các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với Cần Thơ, để bàn nhiều giải pháp khôi phục hoạt động du lịch cho hiệu quả, trong đó có giải pháp xử lý rủi ro. Với những gì diễn ra, ngành du lịch Cần Thơ đặt kỳ vọng sẽ khôi phục được hoạt động sau đại dịch COVID-19, cả với du lịch nội địa và quốc tế. Thưa quý vị khán giả, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ đang hối hả quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc. Đáng chú ý, hai ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, lượng người đổ về hướng thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1 vẫn tiếp tục tăng dần. Theo nhiều bà con chia sẻ, họ chọn phương án quay lại thành phố sớm hơn để tránh kẹt xe. Điều đó cũng giúp tình hình trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường được đảm bảo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ hối hả quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc bằng xe ô tô, xe gắn máy, mà nhiều người dân, đặc biệt là từ các tỉnh phía Bắc quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không cũng tấp nập không kém. Tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đi bằng đường hàng không vẫn tiếp tục tăng cao. Theo ghi nhận, trong ngày 5 tháng 2 nhằm mùng 5 Tết Nhâm Dần, lượng khách đến sân bay rất đông, tăng hơn 6.000 khách so với hôm mùng 4 Tết. Thưa quý vị, chính điều này dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng taxi đón khách. Các đơn vị tại sân bay đã phải tăng cường nhân lực, vật lực, huy động thêm nhiều taxi để giải tỏa hành khách, tránh tình trạng chờ đợi đông đúc, nhất là vào những khung giờ cao điểm. Dự kiến khung giờ cao điểm nhất trong ngày là từ 15 đến 16 giờ và từ 18 giờ đến 22 giờ. Tình hình đông đúc ở sảnh chờ đón taxi xe công nghệ tại nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất đang khá nóng khi khung giờ cầu. Hành khách trên các chuyến bay đến tăng mạnh, trong khi số lượng taxi xe công nghệ không đủ đáp ứng. Không chỉ việc khó gọi taxi, tình trạng bất thường về giá cước hoặc tài xế chê cuốc ngắn, ưu tiên chọn cuốc xa vẫn xảy ra. Một số tài xế thỏa thuận trực tiếp với khách, không sử dụng đồng hồ tính cước. Các đơn vị quản lý khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã tăng cường nhân lực, vật lực để tổ chức phục vụ khách, đặc biệt là giải phóng khách ra khỏi sân bay. Đại diện nhà xe cho hay, 4 thang máy tại nhà xe vận hành 24/24 giờ, tăng cường nhân viên hỗ trợ khách có hành lý di chuyển lên tầng 3, tầng 4, tầng 5 để đón xe công nghệ. Dự kiến trong ngày hôm nay, nhu cầu đặt taxi xe công nghệ rất cao.
Cũng liên quan đến giao thông sau kỳ nghỉ Tết, ghi nhận vào chiều 5 tháng 2 nhằm mùng 5 Tết Nhâm Dần, tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ khá vắng lặng, thư thớt hành khách, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và các cung đường chính đổ về thành phố Hồ Chí Minh. Và tương tự, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ cũng rất thông thoáng, không xảy ra tình trạng ách tắc như mọi năm, thưa quý vị. Ghi nhận của phóng viên tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ chiều ngày 5 tháng 2, khu vực bến khá vắng lặng, thư thớt phương tiện. Lãnh đạo công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ cho biết, lượng khách trong ngày tăng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng không đáng kể và chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ hàng năm. Thống kê từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, từ 10 giờ ngày 4 tháng 2 mùng 4 Tết đến 10 giờ ngày 5 tháng 2 mùng 5 Tết, có hơn 250 lượt phương tiện đi đến 5 bến xe trên địa bàn với khoảng gần 3.300 khách, giảm 29% so với cùng kỳ. Cùng ngày ghi nhận tại khu vực trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp, cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ khá thông thoáng. Chiều từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang lên thành phố có phần đông hơn. Nhân viên trạm thu phí đã điều tiết phân luồng nên không xảy ra tình trạng ách tắc. Bản tin của chúng tôi vẫn đang được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự và tội phạm tại một số địa phương. Thưa quý vị khán giả, ngày 5 tháng 2, lực lượng công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền liên quan đến 26 đối tượng, thu giữ gần 30 triệu đồng. Được biết, hai tụ điểm đá gà này được tổ chức trên phần đất trống có nhiều lối thoát, được các đối tượng bố trí rất cẩn mật, luôn có người cảnh giới từ xa nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Theo đó, đội hình sự kinh tế ma túy công an huyện Trần Văn Thời bắt quả tang tại mảnh đất trống thuộc ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc có 15 đối tượng đang tập trung đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tại sân hai con gà đá độ, hai cặp cửa và thu giữ hơn 18 triệu đồng tiền mặt trên người các đối tượng cùng một số tang vật khác có liên quan. Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện bắt quả tang 11 đối tượng đang đá gà ăn tiền tại địa bàn ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng. Tại đây, công an thu giữ 5 con gà đá độ, 2 cặp cửa và thu giữ hơn 11 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến tệ nạn cờ bạc xảy ra vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần ngày 6 tháng 2, công an tỉnh Tiền Giang thông tin nhanh vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Như quý vị cũng biết, năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người dân lại thả mình vào các kiểu cờ bạc đỏ đen, ăn tiền lớn nhỏ khác nhau. Chuyện vi phạm pháp luật này diễn ra công khai khắp nơi với đủ mọi lứa tuổi như thành phần, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vì vậy, việc lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang triệt xóa ổ đá gà có quy mô khủng ở địa phương này đã khiến bà con vui mừng vì được vui xuân mới bình yên. Trước đó, vụ việc diễn ra vào 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2, lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an thị xã Cai Lậy bắt quả tang 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Lê Văn Tư, sinh năm 1961, ngụ khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà đá, 1 cặp cửa, 1 cân đồng hồ, 14 điện thoại di động, 6 xe mô tô và gần 160 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, tụ điểm đá gà trên do đối tượng Trần Ngọc Vũ, tên thường gọi là Vũ Báo, sinh năm 1978, ngụ khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, đứng ra tổ chức. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Cai Lậy điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị, ngày 6 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với 74 bị can. Theo đó, Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ, 65 tuổi, ngụ Vĩnh Long, Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng cùng 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Ngoài ra, bị can Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kết luận, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng. Ngoài buôn lậu với Phan Thanh Hữu, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, Viễn còn hợp tác với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đang bỏ trốn,
buôn lậu 3 chuyến tàu với tổng số lượng 5.700.000 lít xăng lậu, trị giá gần 98 tỷ đồng. Cũng theo kết luận điều tra, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng trong đường dây đã nhiều lần tìm cách tiếp cận Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng. Ngoài Ngô Văn Thụy, Hữu còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, trước đó đường dây 200 triệu lít xăng giả này đã được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ triệt phá vào đêm ngày 6 tháng 2 năm 2021. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của chuyên án. Có những hành động dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để khiến cho nhiều người xúc động, điển hình như đoạn clip mà camera nóng vừa ghi nhận được. Cụ thể, khi thấy chiếc xe chở bóng bay qua cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh gặp gió lớn, một nam tài xế đã dìu người đi xe máy với chồng bóng bay khiến người xem vô cùng ấm lòng. Đoạn camera ghi lại, bác tài đang di chuyển thì gặp người bán bóng đang giật lộn để đưa xe qua cầu. Đúng hôm gió to, xe lại chở nhiều bóng bay nên dù di chuyển bằng xe máy, người bán bóng vẫn loạn choạng, vừa đi vừa lết chân, tránh bị ngã. Nhìn thấy cảnh tượng từ xa, tài xế ô tô chạy lên, đi gần người bán bóng. Từ trong xe, nam tài xế liên tục hô to, đi đi, em cản gió cho. Hành động của bác tài nhận được ngàn tim của cộng đồng mạng. Còn sau đây là đoạn clip ghi lại màn giải cứu chiếc ô tô bị mắc kẹt trên đường lên đỉnh Tà Xùa ngay mùng 3 Tết vừa qua. Quý vị biết không ạ? Giây phút giải cứu chiếc xe treo leo trên bờ vực thẳm được camera ghi lại khiến nhiều người xem không khỏi thót tim. Không rõ gặp tai nạn gì, một nửa thân chiếc xe này bị đổ lệch sang rìa mép vực. Tài xế ngồi phía trong, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Trong đó, có hai chiếc xe đậu gần đó đã tìm cách giải cứu bằng cách kéo sợi dây cáp, nhờ lực của chiếc ô tô phía trước cứu xe gặp nạn lên. Đường đèo rất hẹp, nhiều người đứng xung quanh lo lắng cho an nguy của tài xế. Một số cô gái đứng gần lấy điện thoại ra quay trực tiếp. Giây phút chiếc xe gặp nạn từ từ bám cáp leo lên, trong tiếng hét dở quà của người xung quanh khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là đoạn clip ghi lại sự cố của hai cô gái đang đi chơi Tết thì bất ngờ té ngã xuống đường. Tuy nhiên đáng chú ý là một người đàn ông đứng gần đó vẫn không có động thái gì khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, cô gái chở bạn đi chơi gặp tai nạn. Chiếc xe đổ xuống vệ đường. Lê quê một hồi, cô gái chật vật, chẳng thể dựng nổi chiếc xe máy lên. Vài giây sau, chiếc xe bị vít ga bất ngờ, đâm sầm tiếp vào bức tường phía trước. Đoạn đường bị ùn tắc một đoạn. Đáng nói, không một ai xuống dìu cô dậy, kể cả người đàn ông đứng ngay đối diện nơi hai cô gái gặp sự cố. Mãi sau đó, một tài xế ô tô con đi chiều đối diện, bức xúc trước cảnh tượng ấy, đã tắt máy xuống xe đỡ cô lên. Thế cây mai của gia chủ để trước cửa nhà, hai người phụ nữ đã dựng xe bên đường rồi vào thi nhau bẻ cành. Chứng kiến cảnh tượng cây mai của gia chủ bị phá tan, dân mạng đã chỉ trích kịch liệt trước hành động xấu xí ngày đầu năm mới của hai người này. Trong đoạn clip, hai người phụ nữ đang đi trên đường bằng xe máy. Khi thấy một cây mai vàng rất lớn để ở vỉa hè một gia đình, liền dừng lại. Cả hai dừng xe bên đường rồi vào thi nhau bẻ cành của cây mai. Một trong hai người phụ nữ còn định bẻ một cành lớn, nhưng vì không bẻ được nên đành bỏ cuộc. Khi trên tay hai người phụ nữ cầm một nắm cành mai, cũng là lúc cây mai của gia chủ bị phá tan. Thưa quý vị, bánh tráng vốn là một trong những món đặc sản ở miền Tây bởi vị ngon đặc trưng dân dã. Đây cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn mang về làm quà, nhất là khi mỗi dịp Tết đến xuân về. Với tuổi đời trên 100 năm, làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây ở tỉnh Vĩnh Long vẫn giữ cách làm thủ công, vị ngon, ngọt mang đậm chất quê hương. Bên cạnh những chiếc bánh tráng truyền thống, bà con làng nghề vẫn luôn sáng tạo để đa dạng sản phẩm, góp thêm dư vị ngày xuân. Tại tỉnh Vĩnh Long có một làng nghề bánh tráng mang tên Cù Lao Mây. Với tuổi đời trên 100 năm, đến nay làng nghề vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây hoạt động quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất
vẫn là vào dịp Tết. Thời điểm này, người dân làng nghề đều hối hả, làm hàng ngàn chiếc bánh tráng phục vụ thị trường. Là thế hệ thứ ba tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, bà Trần Thị Thúy Liễu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Từ hai loại bánh tráng truyền thống tại quê mình là bánh tráng nem và bánh tráng nhúng. Người dân làng nghề không ngừng sáng tạo, cải tiến sản phẩm, lần lượt cho ra đời nhiều loại bánh tráng mới lạ, hấp dẫn hơn với đầy đủ mùi vị khác nhau. Bánh tráng Thanh Long là một trong những sản phẩm đặc trưng ấy, được bà Liễu sáng tạo ra một cách hết sức tình cờ. Cũng là ngọt, dừa, nước cốt dừa, sữa, mè, rồi cái tôi phối hợp vô trái thanh long màu tím này nữa. Thì cái tôi bỏ để ra ngoài trước cửa tôi bán, trước cửa tủ tôi bán. Thì ngày đó tôi bán đã hết 50 bánh, rồi dần dần cái tôi tráng thêm 100 bánh. Rồi sau cái 150, 200 dần dần cái có khách hàng đông, càng ngày càng đông thêm nha. Từ những nguyên liệu quen thuộc đó là gạo, me, nước cốt dừa, nhưng kết hợp thêm với thanh long để màu sắc đẹp mắt hơn, hương vị độc đáo hơn. Thanh long làm bánh tráng cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Để bánh tráng có màu đẹp mắt và ngon, thanh long phải có ruột đỏ. Sau khi mua về, lột vỏ thanh long, cắt nhỏ, trộn chung với nước đường, xoay nhuyễn ra, rồi đem nấu sôi. Đến phần bột cũng phải trộn cẩn thận, tỉ mỉ, rồi đem đi tráng. Nhìn thì đơn giản, nhưng muốn đổ được bánh tráng dẻo, mịn thì không phải dễ. Củi lửa cũng phải canh cho đều tay, rồi nhanh tay tráng đều. Chậm một chút thôi là bánh sẽ bị dồn cục hay bị giòn quá, cứng quá. Người đổ bột, người tráng, người phơi, tất cả đều đòi hỏi cả sự tỉ mẩn và tình yêu nghề. Thường khi nếu mà cái thời tiết tốt á, thì mình làm khoảng 3 giờ rưỡi á, khuya á, là mình thức dậy mình nhúm lửa. Tráng nếu mà thời tiết tốt á, thì mình tráng bánh ngọt với bánh ngọt sữa với bánh nướng hoặc là bánh tráng thanh long á, thì đúng tới 11 giờ là mình phải ngưng. Tại vì cái giờ đó là cái độ nắng nó đã giảm bớt. Rồi từ cái lúc đó mình tới chiều thì mình sẽ tráng bánh nhúng và bánh nem thêm. Hiện làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây có hơn 70 hộ dân đang sản xuất bánh tráng quanh năm, nhộn nhịp nhất là vào dịp Tết. Nét xưa cũ của làng nghề vẫn giữ vẹn nguyên với cách làm thủ công truyền thống cùng vị ngon, ngọt, mang đậm chất quê hương. Với sự tài hoa và sáng tạo không ngừng của người làm bánh, như làng gió xuân mang nhiều hy vọng nhằm góp thêm chút dư vị cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp các vấn đề về dân sinh xã hội, an ninh trật tự, quý khán giả có thể liên hệ đến chúng tôi qua số điện thoại cùng hệ thống Zalo là 0971225053. Còn bây giờ Xuân Nghĩa, Mai Anh xin kính chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến tất cả quý vị. Hẹn lại quý vị trong chương trình này vào ngày mai.